Thưa quý vị, thưa các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cấp, ngành, các doanh nghiệp lớn và nhất là ngành công thương, các địa phương đã vào cuộc kịp thời trong việc chuẩn bị đảm bảo nguồn cung hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản thiết yếu theo phương châm chỉ đạo của Bộ Công Thương để phục vụ tốt nhất nhu cầu tiêu dùng của người dân. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương, vụ thị trường trong nước đã thành lập đoàn công tác gồm các đơn vị liên quan trực tiếp làm việc tại một số sở công thương địa phương để nắm bắt tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, tại tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, toàn tỉnh hiện có khả năng cung ứng một tháng khoảng gần 21.000 tấn gạo tẻ trên 100.000 tấn lạc nhân, 7.000 tấn thịt lợn trên 1.500 tấn thịt gia cầm, 420.000 quả trứng gia cầm trên 17.500 tấn rau củ các loại. Ngoài ra, năng lực của một số doanh nghiệp sản xuất thực phẩm trên địa bàn như mì tôm, cháo, phở ăn liền có sản lượng 155.000 thùng một ngày, hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên thị trường. Về khối lượng hàng hóa thì chúng tôi cũng tính toán trên cơ sở nhu cầu thiết yếu của người dân và năng lực sản xuất của các nhà sản xuất để đảm bảo lượng cung ứng trên địa bàn tỉnh với một cái khối lượng đầy đủ đáp ứng được nhu cầu nhân dân trong tỉnh. Thế và công tác tuyên truyền thì chúng tôi đặc biệt tập trung vào công tác tuyên truyền để cho người dân hiểu, nắm được và thấy rằng là nhận thức được rằng là cái lượng hàng hóa nhu cầu thiết yếu phục vụ cho người dân là rất đầy đủ, rất dồi dào, đảm bảo giá hợp lý và ổn định trong cái thời gian diễn ra dịch, và người dân không cần phải tích trữ nhiều hàng hóa, không cần phải mua nhiều và sử dụng đến đâu thì chúng ta mua đến đó. Còn tại Bắc Giang, năm nay dự kiến Bắc Giang cung ứng ra thị trường gần 594.000 tấn lúa, 294.000 tấn rau các loại, gần 1.600.000 tấn thịt lợn, 10.300 tấn thịt trâu bò, trên 70.000 tấn gia cầm, trên 204 triệu quả trứng, vân vân. Hiện toàn tỉnh có 9 siêu thị, trong đó có 4 siêu thị có kinh doanh hàng hóa thiết yếu, 133 chợ, trong đó có 132 chợ hoạt động kinh doanh tổng hợp, khoảng 10 thương nhân phân phối và gần 3.000 cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh, phân phối thực phẩm, hàng hóa thiết yếu đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Trước hết là sở tổ chức để theo dõi diễn biến cái tình hình cung cầu giá cả thị trường, tổ chức khảo sát đánh giá cái thực trạng tình hình giá cả thị trường ở trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó thì Sở Công Thương cũng đã xây dựng cái kế hoạch cũng như là có cái văn bản để chỉ đạo các cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh chủ động theo dõi nắm bắt tình hình thị trường và chủ động để cái nguồn hàng hóa đáp ứng cái sản phẩm để tiêu thụ ở trên địa bàn tỉnh phục vụ nhu cầu sản xuất cũng như là nhu cầu tiêu dùng của người dân. Không chỉ Bắc Giang, Bắc Ninh, đoàn công tác cũng cho biết hàng hóa nói chung, hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là hàng nông sản phục vụ nhu cầu của người dân khá dồi dào, giá cả ổn định, nhất là tại các thành phố lớn. Nhiều tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch, kịch bản cụ thể về cung ứng hàng hóa, bảo đảm cân đối cung cầu trên địa bàn, giao cho Sở Công Thương và các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn triển khai. Theo đó, các phương án ứng vốn vay dự trữ hàng hóa tăng từ 50 đến 100% lượng hàng cung cho thị trường so với ngày thường. Hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị như MM Mega Market, Copmart, Bixi, Lotte và các chợ luôn luôn có nguồn dự trữ hàng hóa, đảm bảo cung cấp đủ lượng hàng hóa tiêu dùng, lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân. Lãnh đạo các siêu thị đã cam kết và sẵn sàng cung ứng tăng 20 đến 40% các chủng loại thực phẩm từ hệ thống chuỗi siêu thị của mình và hệ thống các nhà cung cấp toàn quốc. Hệ thống siêu thị Dabaco thuộc tập đoàn Dabaco Việt Nam thì khi mà có dịch thì đã chủ động về cái nguồn hàng hóa, tăng cái lượng hàng hóa dự trữ lên từ 2 đến 2,5 lần. Với cái nguồn hàng mà dự trữ cũng như là cái nguồn hàng mà tập đoàn Dabaco sản xuất như là thực phẩm chế biến, như là thịt lợn, như là dầu, như là trứng thì chúng tôi có thể tự tin và cung cấp cho thị trường hàng triệu quả trứng trong vòng một tuần. Về gạo thì có thể cung cấp trong vòng tuần có thể 10 tấn đến 15 tấn. Đảm bảo mà kể cả trong trường hợp có dịch thì hệ thống siêu thị cũng đủ khả năng cung ứng hàng hóa. Không chỉ riêng ngành công thương vào cuộc triển khai cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân, một số tập đoàn, doanh nghiệp cung ứng nông sản lớn cũng triển khai dự trữ lượng hàng hóa tăng từ 2,5 đến 3 lần so với ngày thường, phân bố ưu tiên thêm diện tích kho chứa hàng nông sản nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời nhu cầu cho người tiêu dùng. Do đó, người dân hoàn toàn có thể yên tâm không sợ thiếu hàng vì năng lực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước rất lớn.
Doanh nghiệp chúng tôi làm sao mà phân phối để cho bà con để không để chỗ này thừa, chỗ này thiếu, hay là chỗ này đầu cơ tích trữ, mà hướng dẫn là để cho người tiêu dùng cũng yên tâm được rằng là hàng chúng tôi cung cấp thì không sợ thiếu. Có điều là nhu cầu người tiêu dùng thì liền một lúc cứ đòi hỏi cao quá thôi, chứ còn bà con yên tâm không có thiếu hàng, bởi vì công ty tập đoàn năng lực sản xuất của người ta rất là nhiều nên là không có sợ thiếu hàng. Thì hôm nay có thể là hàng có thể so với nhu cầu người tiêu dùng nó không đáp ứng được hết, nhưng ngày mai lại về, nên là cũng mong rằng bà con không có lo gì. Theo số liệu tổng hợp từ các bộ ngành và hiệp hội ngành hàng, nguồn cung một số mặt hàng thiết yếu trên cả nước năm 2020 khá dồi dào, như sản lượng gạo năm 2020 đạt 26 triệu tấn, trong khi nhu cầu khoảng 19 đến 20 triệu tấn, dư thừa cho xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn. Các mặt hàng thủy hải sản đạt khoảng 8,2 triệu tấn, tổng sản lượng thịt hơi ước đạt 5,5 đến 5,8 triệu tấn các loại, tăng khoảng 10% so với năm 2019. Về mặt hàng rau quả, diện tích rau sản xuất cả nước là 960.000 ha, sản lượng dự kiến đạt trên 17 triệu tấn, tăng hơn 100.000 tấn so với năm 2019. Tổng sản xuất các loại củ quả đạt khoảng 40 đến 50 triệu tấn, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước và phục vụ xuất khẩu. Với hệ thống kho bãi, siêu thị, chợ đầu mối và chợ dân sinh vận hành thông suốt, đồng bộ, có thể khẳng định nguồn cung các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có thể đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, cái công tác phát triển thị trường trong nước của chúng ta rất tốt, đặc biệt là vấn đề về phát triển hạ tầng thương mại. Nước chúng ta đã có trên 1.000 cái siêu thị trên toàn quốc, có gần 10.000 cái chợ trên toàn quốc. Đây là một trong những cái hạ tầng thương mại để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, đáp ứng được phục vụ cho các tỉnh thành như các vùng sâu vùng xa. Cái công tác mà chuẩn bị hàng hóa của doanh nghiệp cho thấy rằng sự vào cuộc rất kịp thời của các cấp các ngành, đặc biệt là Sở Công Thương, của các địa phương chuẩn bị hàng hóa theo phương châm chỉ đạo của Bộ Công Thương, 4 tại chỗ để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của bà con trong thời điểm mà dịch bệnh đang diễn ra. Bộ Công Thương cho biết, hiện nay trong điều kiện hoạt động mua bán hàng hóa diễn ra bình thường, với đặc thù là nước có thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp và đang phát triển khá tốt các ngành công nghiệp nhẹ, nên nguồn cung các hàng hóa thực phẩm thiết yếu và hàng tiêu dùng sản xuất trong nước cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Do đó, người dân không hoang mang, không đổ xô đi mua tích trữ vì hàng hóa sẽ luôn luôn được cung ứng đầy đủ, kể cả trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng.